ta có thể tiến bao xa không quan trọng bằng chúng ta muốn tiến xa đến đâu. Chúng ta chỉ muốn giải quyết những khó khăn trước mắt, hay sẽ có những quyết sách định hình cho cả tương lai. Bắt đầu từ câu hỏi chúng ta muốn tiến xa đến đâu thể hiện tầm nhìn lớn cùng quyết tâm dũng cảm vì một hành trình tươi sáng của nền nông nghiệp nước nhà, một dự án mang tầm vóc trọng điểm quốc gia đã hình thành. Tầm nhìn lớn ấy là gì? Thể hiện như thế nào? Để trả lời câu hỏi đó, chúng ta hãy cùng ngược dòng thời gian về thời điểm những năm 1990. Dù là một nước nông nghiệp, nhưng Việt Nam vẫn phải nhập khẩu đến 90% lượng phân đạm, một trong ba nguồn dinh dưỡng quan trọng nhất của cây trồng. Nguồn cung phụ thuộc thị trường thiếu ổn định. Làm sao để đảm bảo an ninh nông nghiệp, an ninh lương thực? Làm sao tận dụng lợi thế sẵn có của nước nông nghiệp để trở thành cường quốc xuất khẩu nông sản luôn là những điều trăn trở nhất. Mặc dù đất nước lúc đó còn nhiều khó khăn, nhưng từ những trăn trở ấy cùng tầm nhìn chiến lược, một quyết sách dũng cảm đã ra đời. Xây dựng nhà máy sản xuất phân đạm từ khí để đảm bảo chủ động nguồn cung trong nước. Đạm Phú Mỹ là một nhà máy phân đạm hiện đại, nguồn nguyên liệu đầu vào là khí thiên nhiên, đầu ra là sản phẩm phân đạm chất lượng cao đạt tiêu chuẩn quốc tế. Để chuẩn bị chính thức vận hành và kinh doanh các sản phẩm của nhà máy Đạm Phú Mỹ, vào ngày 28 tháng 3 năm 2003, chính phủ đã ra quyết định thành lập công ty phân đạm và hóa chất dầu khí, tên viết tắt là PVFCO. Từ đó đến nay, PVFCO không ngừng phát triển, gặt hái thành công, phục vụ tốt cho bà con nông dân, đồng thời đảm bảo lợi ích của cổ đông, đối tác. Không chỉ phát triển mạng lưới kinh doanh rộng khắp, cung ứng kịp thời phân bón cho nền nông nghiệp nước nhà, mà còn đưa Đạm Phú Mỹ trở thành một thương hiệu tiêu biểu của quốc gia, gần gũi với mọi nhà và bà con nông dân. Không chỉ có nhà máy Đạm Phú Mỹ, PVFCO đã đầu tư hơn 70 triệu đô để xây dựng nhà máy NPK Phú Mỹ, đồng thời hợp tác với các đối tác lớn trên thế giới để hàng năm cung cấp hơn 1,2 triệu tấn phân bón Phú Mỹ chất lượng cao cho bà con nông dân cả nước. Nhà máy NPK Phú Mỹ sử dụng công nghệ hóa học của nhà bản quyền Incro SA Tây Ban Nha, là công nghệ hiện đại nhất thế giới hiện nay trong sản xuất phân NPK, đồng thời sử dụng thiết bị tiên tiến có xuất xứ từ châu Âu. Đây cũng là nhà máy đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam sử dụng công nghệ hóa học. Từ năm 2018, nhà máy đã chính thức vận hành, cho ra dãy sản phẩm NPK Phú Mỹ chất lượng cao, đa dạng công thức, chứa đầy đủ các dinh dưỡng đa trung vi lượng, đáp ứng nhu cầu chăm bón cho cây trồng tại từng vùng thổ nhưỡng và từng thời kỳ sinh trưởng. Thì từ cái ngày mà có Đạm Phú Mỹ rồi thì đã phát ra thêm những cái dòng sản phẩm mới như là cái SA Phú Mỹ, NPK Phú Mỹ, cái Cali Phú Mỹ thì nó sẽ thích nghi cho cây trồng và còn rất yên tâm. Không chỉ luôn vận hành an toàn, ổn định các nhà máy của mình, mà PVFCO còn tích cực hỗ trợ, cung cấp nhân lực, kinh nghiệm, tạo tiền đề cho sự ra đời, vận hành thành công của các nhà máy khác trong nước, góp phần chắp cánh cho nền công nghiệp Việt Nam phát triển, đặc biệt là ngành công nghiệp khâu sau dầu khí. Không chỉ duy trì vị thế là doanh nghiệp sản xuất kinh doanh phân bón hàng đầu trong nước, PVFCO còn chú trọng phát triển lĩnh vực hóa chất. Từ năm 2014, PVFCO đã gia công, cung cấp các hóa phẩm chuyên dụng cho ngành dầu khí với sản lượng 25.000 tấn một năm và chất lượng đạt tiêu chuẩn của Baker Hughes toàn cầu. Năm 2016, PVFCO đưa vào vận hành thương mại xưởng sản xuất UFC-85, có sản lượng hàng năm là 15.000 tấn UFC-85 chất lượng cao, đáp ứng tốt cho nhu cầu tiêu thụ của các nhà máy sản xuất phân đạm, keo dán, gỗ, v.v. Đặc biệt, đầu năm 2018, PVFCO đã đưa vào vận hành thương mại xưởng NH3 mở rộng với công suất tăng thêm là 90.000 tấn một năm, từ 450.000 tấn lên 540.000 tấn một năm, sử dụng cùng công nghệ của hãng Hando Topsoe AS Đan Mạch.
sản phẩm NH3 tăng thêm được sử dụng làm nguyên liệu cho nhà máy sản xuất NPK Phú Mỹ công nghệ hóa học và đáp ứng một phần nhu cầu NH3 trong nước ngày càng tăng để sản xuất các sản phẩm phân bón, cao su, luyện kim và xử lý môi trường. Với các sản phẩm hóa chất này, PVFCO đang từng bước nâng cao tỷ trọng doanh thu và lợi nhuận từ mảng hóa chất, tiến tới mục tiêu đến năm 2020, doanh thu từ lĩnh vực hóa chất chiếm 50% tổng doanh thu. Không chỉ thành công trong kinh doanh mà PVFCO còn định hình nét văn hóa tiêu biểu của mình. Văn hóa PVFCO được thể hiện qua những tính từ ngắn gọn, chuyên nghiệp, hiệu quả, năng động, sáng tạo, khát vọng, vươn xa, trách nhiệm, sẻ chia. PVFCO vừa là một đại gia đình luôn đoàn kết và thân ái, vừa có một môi trường làm việc chuyên nghiệp, áp dụng những giải pháp, cách thức quản trị, quản lý hiện đại, minh bạch như hệ thống ERP, hệ thống trả lương theo 3P để tạo ra sự công bằng, những động lực chính đáng cho người lao động phấn đấu làm việc cũng như tạo sự yên tâm cho nhà đầu tư. PVFCO cũng là một doanh nghiệp luôn hết mình vì hoạt động cộng đồng. Thêm những bệnh viện, trạm y tế, những chiếc cầu nối liền hai bờ để thêm thông thương và đảm bảo sức khỏe cộng đồng. Thêm những trường học, thêm những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được cấp sách đến trường và nuôi dưỡng ước mơ cho tương lai. Thêm những tổ ấm đầy ắp tình thương tràn ngập hạnh phúc cho những gia đình nghèo. Thêm những cái Tết đầm ấm cho những mảnh đời khó khăn. Thêm yêu thương, đông đầy yêu thương để cuộc sống tươi đẹp trải rộng khắp mọi miền đất nước. Những đóng góp tích cực của PVFCO cho nền kinh tế và hoạt động cộng đồng đã được vinh danh và ghi nhận xứng đáng. Không chỉ trở thành một điển hình cho thành công của khâu sau ngành dầu khí của mối liên minh công nông, mà PVFCO còn quyết tâm hoàn thành lộ trình tái cấu trúc toàn diện để tạo ra bước đột phá, chuyển mình mạnh mẽ. Với sự chuyển mình ấy, bước vào tuổi 15, PVFCO cũng bước vào chu kỳ phát triển mới và lại tiếp tục thử thách chính mình bằng câu hỏi: chúng ta muốn đi xa đến đâu để có thể tiếp tục cho mùa bội thu, chung tay đem lại ấm no cho bà con nông dân và đất nước Việt Nam. PVFCO cho mùa bội thu